Dạ thưa thầy ạ, năm nay là năm Quý Mão nên câu chuyện đầu xuân chúng con xin được thỉnh giáo thầy những cái chuyện xoay quanh con mèo cũng như là chữ Mão, đặc biệt là Quý Mão ạ. Con thì thấy rằng con mèo nó sướng lắm ạ. Nó có thể rong chơi, nó được chiều chuộng, nó được chăm sóc. Nên là nhiều người nói rằng là tuổi Mão thì sướng. Tuy nhiên thì cũng có người thì nói là tuổi Mão là khổ, bởi vì con mèo thì cứ phải đi rình bắt chuột, thậm chí đêm hôm thì cũng phải đi kiếm ăn. Thì không biết là quan điểm của thầy như thế nào ạ? Theo thầy nghĩ thì con éo là không có cái tuổi nào là hoàn toàn sướng, và cũng không có tuổi nào hoàn toàn khổ cả. Mà có lẽ một cái người mà có phúc đức nhất ấy, thì có thể là sinh ra và vào cái thời điểm là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là tức là khi mà anh sinh ra trong một cái điều kiện là mưa thuận gió hòa, rồi không gặp những các cái hoàn cảnh chiến tranh, dịch bệnh, rồi có nhiều điều kiện môi trường để cho mình phát triển. Hoặc là người đó sinh ra trong một bối cảnh gia đình ấy, có khá giả, có điều kiện, có môi trường tốt, có được đào tạo giáo dục tốt, thì có lẽ là đó là cái cơ hội để cho người ta phát triển. Tuy nhiên ấy, thì đối với tuổi mèo thì như ở Trung Quốc có quan niệm là con thu chử, tức là cái con thỏ. Còn đối với Việt Nam mình quan niệm cái tuổi Mão tức là con mèo. Và nhất là năm nay thì này là cái tuổi gọi là năm Quý Mão. Quý Mão thì mạng kim. Như vậy là con mèo này là con mèo vàng. Và quan niệm của dân gian thì cho rằng là quý biến vi thiên. Dạ. Quý thì là nhàn rỗi, nhàn nhã và được hưởng thụ và được giàu có. Thực tế thì chắc chắn sẽ hoàn toàn không phải như thế. Cũng có người thì rất là thành tựu, có người thì cũng rất là vất vả. Cho nên không phải là cứ sinh con mèo là giàu sang phú quý, hay là cứ phải sinh con mèo là vất vả. Thỉnh thoảng ở nhà con ấy, có con mèo nó cứ chạy vào nhà, nhưng mà bà con thì cứ bảo là mèo vào nhà thì là điểm xấu. Thì con cũng không rõ cái quan niệm này nó là như thế nào và nó xuất phát từ đâu ạ? Có lẽ là cũng không phải là cái nguyên nhân do mèo nó vào nhà mà xấu. Xấu hay tốt do nghiệp quả của mỗi con người thôi. Chứ còn nhiều khi thì cái con mèo đâu có khả năng là ban phúc giáng họa cho một ai đâu. Có thể là trong cái một cái hoàn cảnh nào đó, khi con mèo nó đến thì sau đó thì cái người gia chủ đó gặp những các cái hạn nó không may, thì đổ là đấy là cái xui xẻo do con mèo đến. Hoặc là khi mà con chó nó đến thì sau đó, ngay sau đó chúng ta gặp mà cái gì may, người ta mình lại cho rằng là con chó đến thì là sang, con mèo đến thì xui. Nhưng mà thực tế ra thì mèo và chó nó cũng giống nhau thôi. Nó đều là thân thiện, gần gũi và có cái nhân duyên với con người. Cho nên thực tế ra quan điểm là mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang thì có lẽ là cũng chưa chắc phải hoàn toàn đúng. Vâng, đúng là như thầy vừa nói đó, thì cái việc xấu hay tốt nó không ảnh hưởng hay nó liên quan gì đến việc con mèo xuất hiện cả. Bởi vì rõ ràng là con thấy ở nhiều nước họ còn coi con mèo nó là một linh vật, như là có mèo thần tài đó. Nghĩa là con không phải là con mèo mang đến điều xấu. Vậy thì điều này nó có ảnh hưởng gì đến nghiệp báo của mỗi gia chủ, mỗi con người trong gia đình đấy không ạ? Nếu chúng ta quan điểm mèo là linh vật ấy, thì khi mèo đến thì các cái tà khí ở trong nhà được tiêu trừ. Mà nếu quan điểm là mèo là tài thần thì khi mèo đến thì phải đem lại sự lợi lộc đô. Mà nếu chúng ta quan điểm là hòa khí thì đương nhiên là mèo đến thì đem lại cái sự hòa khí, hòa thuận và bình an cho gia đình. Như vậy là mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Cũng có người thì khi mèo đến thì khi gặp những cái điều dù xui, những điều không may thì đổ cho mèo. Chứ mà thực tế ra mèo không phải là cái mà người ta suy nghĩ là đem lại cái điểm xui cho mọi người trong gia đình. Chẳng qua là tâm lý con người tìm một cái để đổ lỗi. Dạ vâng. Có nghĩa là họ cũng không muốn nhận lỗi, không muốn nhận cái quả của mình. Theo như lời Đức Phật dạy thì mọi việc đều ở mức độ tương đối ạ. Và cái căn bản nhất là cũng chính là ở mỗi con người, ở mỗi chúng ta thôi ạ. Để có thể chuyển biến được những cái sở cầu, những cái điều tốt đẹp thì phải ở chính mỗi con người. Vậy thì thầy có thể chỉ bảo cho chúng con cái cách làm sao để có thể chuyển được những cái nghiệp xấu trở thành những cái nghiệp tốt, để cho mọi người không thể đổ lỗi cho bất cứ một con vật nào hay có thể đổ lỗi cho một con mèo nào xuất hiện trong cuộc đời mình được không ạ?
Khi chúng ta luôn luôn làm những việc thiện, luôn luôn suy nghĩ những điều thiện và luôn luôn nói những cái lời nói thiện đem lại sự lợi ích cho mình, sự lợi ích cho người khác ấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ chuyển được cái nghiệp của chúng ta. Chuyển từ nghiệp xấu sang nghiệp tốt thì chúng ta sẽ có một cái phúc báo. Mà khi có phúc rồi thì là có phần, có đức thì mặc sức mà ăn. Cho nên thông thường ấy, những người ấy, mà có phúc đức ấy, thì thông thường là gia đình họ được ổn định, sự nghiệp họ được phát triển và gặp nhiều cái may mắn. Đấy, cho nên là giữa Phật giáo và quan niệm nhân gian ấy, thì nó có một cái thống nhất, nó có cái đồng nhất là khi chúng ta làm phúc, làm thiện ấy, thì chúng ta sẽ chuyển được cái nghiệp của chúng ta từ xấu trở thành tốt và ngược lại. Đấy. Những lời chỉ dẫn của thầy, con chắc chắn là những khán giả tuổi Mão họ sẽ rất là lưu tâm và quan tâm đấy ạ. Tuy nhiên thì con cũng thắc mắc rằng là không hiểu sao mọi người lại có quan niệm rằng là cứ đến năm tuổi thì lại là năm vận hạn, năm xui xẻo. Nhưng mà con thì con nghĩ rằng lẽ ra là năm của mình, ví dụ những người tuổi Mão năm nay là năm Mão thì họ phải gặp điều tốt đẹp chứ ạ. Bởi vì đấy là năm cái con giáp chủ của mình mà. Tại sao lại có cái quan niệm như vậy ạ? Thì theo cái quan điểm của Trung Quốc ấy, thì những cái năm tuổi của mình gọi là năm thái tuế. Khi năm thái tuế nó chiếu thì người ta cho rằng cái hạn xui sẽ đến với mình, nhưng mà thực tế nó cũng không phải như thế. Thì có thể là nếu mà tính theo ngũ hành tương sinh, nếu chúng ta tin vào ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, thì có thể năm đó là chúng ta gặp những các cái năm nó xung khắc với mình. Ví dụ như là mình là mạng kim thì năm đó là năm hỏa, thì năm hỏa nó sẽ xung khắc với là kim. Còn nếu là năm nay như là năm năm kim, tuổi kim, nhưng mà lại gặp thổ thì đương nhiên là thổ sinh kim thì nó lại lợi. Nếu mà tính theo thế gian và ngũ hành tương sinh thì cũng chưa chắc là phải là cứ đến cái năm thái tuế, cái năm sinh của mình ấy, mà tốt hay là xấu. Nhưng mà nói theo quan điểm Phật giáo thì tất cả là do mình. Mình là chủ thể, mình tạo lên cái nhân nào thì sẽ được cái quả đó. Nếu mình luôn làm thiện, nói thiện và nghĩ thiện, luôn luôn ở trong cái trạng thái thiện ấy, thì là phúc đức mình nó lớn lên. Thì cái khi mà có cái phúc đức thì nó bao trùm, nó che chở cho cái nghiệp cũng như là cái xui xẻo của mình và cái điều không tốt đến với mình. Cho nên là những cái năm mình cứ cho rằng cái năm đó là năm hạn, năm xung tháng hạn của mình, thì mình cứ làm phúc, làm thiện đi. Vậy thì khán giả, chúng ta hãy cùng chăm sóc cho cái cội phúc, cái rễ phúc để cho nó chắc. Đúng, để xác. Chúng ta sẽ tránh được mọi vận hạn đúng trong rồi. Năm tuổi. Vâng ạ, vậy thì hình tượng con mèo ở trong Phật giáo thì có bao giờ được nhắc tới không ạ? Hay là trong kinh điển của nhà Phật đặt cho nó một cái tượng trưng hay là một cái ý nghĩa gì không ạ? Trong hệ thống giáo điển của Đức Phật thì ít đề cập đến con mèo. Dạ. Nhưng mà tuy nhiên là Phật giáo một số nước như Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc, Nhật Bản thì người ta vẫn coi trọng con mèo. Và thậm chí họ tôn sùng con mèo như là một cái vật rất là thông minh và thân thiện với con người, mà có lợi ích và có cái sự gắn kết, kết duyên, có cái nhân duyên với Phật giáo rất nhiều. Có nhiều cái con mèo nó đã có cái linh cảm cũng như là có những cái sự tu tập khi mà đã được các nhà sư dẫn dắt nó, mà nó rất là thông minh và nó đã hiểu biết được ý tưởng của các nhà sư mà thực hiện theo những cái ý tưởng cũng như sự tu tập mà rất tinh tiến của các nhà sư. Thậm chí nhiều nhà sư như sư Hàn Quốc là còn đặt cho nó tên cái pháp danh. Tức là nó rất ngoan. Nhà sư bảo là khi mà các sư lên tụng kinh ấy, thì là con đừng kêu meo meo, phải nằm in tĩnh lặng rồi cùng ngồi thiền niệm Phật cùng mấy quý thầy. Nó cũng rất là ngoan ngoãn, nó thực hiện theo. Hoặc là bên Thái Lan thì có rất nhiều những các cái ngôi chùa, ngôi đền thì đã thờ những cái con mèo một cách tôn kính và cho rằng con mèo là một cái thứ linh vật là rất thiêng liêng và gần gũi với con người và đem lại cái sự may mắn cho con người. Cho nên là cũng có một số nước trên thế giới họ cũng coi linh vật con mèo là con linh vật rất là thiêng liêng và thân thiện gần gũi với con người. Dạ vâng. Và với cái câu chuyện thầy vừa kể thì chắc là con mèo nó có Phật tính đúng không ạ? Dạ vâng. Đức Phật dạy là nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, con người cũng có Phật tính và các cái con vật cũng có Phật tính. Thưa thầy, có một cái câu hỏi của khán giả Trần Phương gửi từ Đắk Lắk về cho chương trình ạ. Mong thầy chỉ dẫn và gỡ rối cho khán giả. Tức là chị ý viết rằng là năm nay chị là năm Mão, chị muốn sinh một em bé tuổi Mão. Thế nhưng mà trong gia đình thì nhiều người nói rằng là xung khắc tuổi với cả mẹ, vì mẹ là tuổi Dậu ạ.
Chị băn khoăn là vậy thì liệu có nên sinh em bé tuổi Mão không, bởi vì sợ xung khắc với cha mẹ. Thì không biết là dưới quan điểm của Phật giáo thì thầy có thể gỡ rối cho chị ý, hoặc là cho chị ý một cái lời khuyên nào về cái tâm sự này không ạ? Như trên thầy cũng đã chia sẻ và giải thích ấy, thì xung chưa chắc đã là khắc. Tỷ dụ như là chị là tuổi sinh năm Kỷ Dậu Giàn ấy. Nếu mà chị sinh năm Kỷ Dậu mà năm nay là năm Quý Mão, Quý Mão thì là mạng kim, còn Kỷ Dậu là mạng thổ. Mặc dầu xung thật, là xung đối với nhau thật ấy, nhưng mà nếu mà hai người này, một người Kỷ Dậu, một người Quý Mão, có khi nó lại rất là lợi, rất là tốt cho người con. Mẹ sinh ra con mà, thổ sinh kim mà. Nhưng mà thực tế ra trong Phật giáo của mình ấy, thì như chúng ta thấy rằng cũng không quan niệm cái này quá nặng nề. Mà chính là chúng ta khi mà chúng ta có phúc ấy, tất cả con người sinh ra ở một cái năm này thì tại sao mà năm Quý Mão nhưng mà có người rất thông minh, có người thì cũng không được là thông minh, có người rất giàu có nhưng mà có người không được giàu có. Thì tất cả mọi thứ là đều do chính nhân là con người. Tuy nhiên ấy, thì không phải là cố định. Chúng ta có thể xác định kiếp trước chúng ta có cái nghiệp quả, nghiệp nhân như thế. Nhưng mà trong hiện tại chúng ta cố gắng, chúng ta tu hành, chuyển đổi cái tâm thức của chúng ta từ ác sang thiện, thì chắc chắn là cái vận mệnh cũng như là cái nghiệp báo của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Vậy thì người mẹ đấy để chuẩn bị đón chào cái đứa con tương lai của mình, chắc là thầy có thể khuyên chị ý có thể có những cái hành lễ hay là những cái việc mà tụng kinh hay gì để cho tốt cho đứa trẻ trong tương lai không ạ? Thì nếu chúng ta quan niệm theo dân gian ấy, thì chúng ta cứ trong những đầu năm mình có thể cứ đi lễ Phật, lễ tiên tổ, lễ các cái long thần hộ pháp gia hộ cho mình được bình an. Rồi khi chúng ta sinh ra thì đứa con được ngoan ngoãn, lương thiện và khỏe mạnh và thông minh, thành đạt trong tương lai. Một mặt thì chúng ta cũng đừng có nghi ngại gì và chúng ta đừng có ngại ngùng gì mà cứ phải xung như thế là chúng ta tránh chúng ta không sinh. Thầy nghĩ rằng chị Trần Phương cứ yên tâm sinh cháu. Chị có phúc có phần và cháu có phúc, cháu sẽ có phần. Không cần phải tránh năm Dậu mà không sinh năm Quý Mão. Con xin thay mặt khán giả của chương trình Đâu Khó Có An Viên cảm ơn những lời chỉ bảo của thầy nhân dịp đầu xuân Quý Mão. Con xin kính chúc thầy một năm mới sức khỏe, Phật sự viên thành ạ. A Di Đà Phật ạ. Trước thềm mới thì thầy cũng xin gửi tới chị Hạnh cũng như là toàn thể các quý vị thính khán giả một năm mới tràn đầy là hạnh phúc, an lạc và thân luôn được khỏe, tâm luôn được an, vạn sự được các tường ý. Đâu Khó Có An Viên phát sóng lúc 20:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình An Viên. Nếu quý vị có bất cứ băn khoăn, thắc mắc trong đời sống và tu tập, xin hãy đặt câu hỏi cho chương trình theo địa chỉ email đâu khó có an viên@gmail.com. Đâu Khó Có An Viên, nơi khởi nguồn tuệ giác.